Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào Buổi Sáng được trực tiếp hàng ngày vào khung giờ này của truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Tổng thư ký Đảng Quốc đại Ấn Độ, Thượng nghị sĩ Sri Venugopal. Hội thảo thúc đẩy địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Dự báo tiêu thụ điện trong tháng 11 tăng hơn 7%. Thanh tra các dự án thu phí tự động ETC trên toàn quốc. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo chương trình công tác dự kiến từ chiều ngày 14 tháng 11 đến hết ngày 16 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6. Kinh nghiệm từ kỳ họp thứ 5 cho thấy, cách làm việc này đã có kết quả rất tốt. Do đó, tại kỳ họp này, Quốc hội thống nhất với đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí giữa hai đợt của kỳ họp Quốc hội có khoảng một tuần để các cơ quan làm việc. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật viễn thông sửa đổi. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Ấn Độ và Sri Lanka từ ngày 11 cho đến ngày 19 tháng 11 năm 2023, chiều qua, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng thư ký Đảng Quốc đại Ấn Độ, Thượng nghị sĩ Sri Venugopal. Trân trọng cảm ơn ngài Tổng thư ký Đảng Quốc đại Ấn Độ đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Ấn Độ. Hai nước có truyền thống hữu nghị gần gũi về lịch sử và văn hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quý báu của Đảng Quốc đại trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam Ấn Độ những năm qua. Trong đó có việc xây dựng và triển khai chương trình khách quý đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thư ký Đảng Quốc đại Ấn Độ rất vinh dự và vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cơ hội để góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước. Hai đảng có mối quan hệ truyền thống rất lâu, có sự trao đổi và tiếp xúc thường xuyên, hai bên hiện có những điểm tương đồng giống nhau. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Cho đến ngày nay thì hợp tác song phương giữa hai nước được mở rộng trên các lĩnh vực từ thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, du lịch, quốc phòng. Trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam Ấn Độ ngày càng mở rộng, Đảng Quốc đại bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Ấn Độ và Việt Nam. Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững là một trong những sáng kiến của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc. Quá trình này không chỉ đưa các mục tiêu bền vững vào bối cảnh của từng địa phương, mà còn đặt ra nguồn lực sử dụng các chỉ số để đo lường và giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu đó. Tại Việt Nam, việc thực hiện địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững còn tương đối hạn chế. Đây là nhận định của nhiều nhà khoa học tại Hội thảo quốc tế Địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững diễn ra vào chiều qua tại Hà Nội. Tại hội thảo, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã tập trung thảo luận về vai trò của địa phương hóa các mục tiêu phát triển bền vững đối với Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng cần lồng ghép các mục tiêu cụ thể của địa phương, gắn tầm nhìn của địa phương với tiềm năng sẵn có, nhu cầu thực tế và các động lực nội tại của địa phương. Đặc biệt cần nâng cao nhận thức tiếp cận phát triển bền vững như là một cách tiếp cận trong các hoạt động phát triển ở địa phương. Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20 cho đến ngày 23 tháng 11. Đây là lần thứ hai Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị khu vực trong bối cảnh vị thế của Việt Nam được nâng cao, cùng với nhiều vấn đề nhân đạo đang đặt ra, nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa. Hội nghị là dịp thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển của hội với các đối tác quốc tế, các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ đó khẳng định cam kết của chính phủ Việt Nam về trách nhiệm hành động của các hội chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ khu vực trong ứng phó biến đổi khí hậu, thảm họa.
Về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, Bộ Y tế cho biết là hiện nay giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế đang thực hiện theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng một người một tháng. Bộ đã xây dựng các thông tư theo quy định và thực hiện việc đánh giá tác động ban hành thông tư. Hiện Bộ Y tế đã phối hợp cùng với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đề xuất không thay đổi cơ cấu giá khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, đồng thời thực hiện rà soát bổ sung giá của một số dịch vụ như thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê, rà soát một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có vướng mắc trong quá trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết vừa tiếp nhận bé gái 37 tháng tuổi tại Tây Ninh bị sốt mò. Đây là ca bệnh sốt mò đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và là ca đầu tiên ở trẻ em được chẩn đoán ở miền Nam. Khi nhập viện thì bệnh Nhi có diễn tiến rất nặng và nguy kịch với các biến chứng có thể tử vong như rối loạn tri giác, viêm phổi suy hô hấp, tán huyết và đông máu nội mạch lan tỏa, cũng như là hội chứng thực bào máu rất hiếm gặp trong bệnh sốt mò. Để phòng tránh bệnh, người lớn và trẻ em hạn chế đi vào vùng bụi rậm, cỏ thấp, vùng đất ẩm, vách núi, hang động. Khi đi vào những khu vực nghi có nhiều ấu trùng mò, nên mặc quần áo dài, buộc kín gấu quần, mang tất ủng. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình triển khai thì vào năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch công bố phương án thi vào quý 4 năm 2023, song đến ngày 10 tháng 11 thì thông tin về kỳ thi vẫn chưa có. Ghi nhận về các phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, phương án 2 cộng 2 nhận được nhiều ý kiến đồng tình của nhiều cán bộ giáo viên và học sinh. Phần lớn các ý kiến cho rằng phương án thi 4 môn sẽ phù hợp với mục đích của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bởi dù học sinh học theo bộ sách giáo khoa nào thì với 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn thì tốt nghiệp sẽ thỏa mãn nhu cầu học theo năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của thí sinh. Năm học này là năm thứ 2 học sinh lớp 10 học theo chương trình và sách giáo khoa mới. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được tự chọn một tổ hợp môn học do nhà trường xây dựng. Và sau những lúng túng khi chọn tổ hợp năm học đầu tiên cùng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tháo gỡ khó khăn, thì từ phía các trường học cũng chủ động nhiều phương án vừa giúp học sinh đổi tổ hợp thuận lợi, vừa đảm bảo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Sau những tuần học đầu tiên, trường Trung học Phổ thông Diệu Đức Hà Nội có một số học sinh xin đổi môn học lựa chọn. Có em chuyển hoàn toàn từ tổ hợp khoa học xã hội sang khoa học tự nhiên. Ban đầu khi mới vào trường thì chọn tổ môn thì em đã chọn tổ môn thiên về khối xã hội. Nhưng mà sau một thời gian suy xét năng lực học tập và thực tế thì em đã chuyển đổi từ ban D sang ban A. Ngoài nguyên nhân thay đổi định hướng thi đại học hay không phù hợp năng lực, thì nhiều học sinh, kể cả phụ huynh, cũng chưa hiểu rõ về nội dung một số môn học, như giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ. Điều này dẫn đến chưa hiểu hết về ngành học và nghề nghiệp liên quan, nếu học các tổ hợp có những môn học này. Em đã phải tự học lại toàn bộ kiến thức hóa vệ sinh năm lớp 10. Bên cạnh đấy thì các bạn cũng rất là động viên em và gia đình em cũng rất là ủng hộ. Chọn tổ hợp môn học phải dựa trên mong muốn và định hướng của học sinh cho xét tuyển đại học và thậm chí là cả định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vì vậy, nếu chưa phù hợp thì thay đổi là nhu cầu chính đáng. Nhưng ở góc độ của các nhà trường, thì khi học sinh thay đổi tổ hợp sẽ gây ra khó khăn nhất định. Về phía nhà trường thì thực tế mà nói là chúng tôi khó khăn bởi vì danh sách lớp là chúng tôi đã lập rồi. Nhưng tuy nhiên bởi vì là các con thì vẫn có sự thay đổi lựa chọn thì chúng tôi cũng đồng ý với cái sự thay đổi lựa chọn của con bởi vì muốn tạo điều kiện cho các con. Nói là không phải học sinh chỉ là cần 5 điểm để qua bài kiểm tra mà nhiều học sinh cũng có bài điểm rất tốt. Có những học sinh khi làm bài chuyển lớp đến điểm 9,2 điểm. Có những học sinh cũng rất là cố gắng. Thì trong quá trình học bọn mình cũng đều có nắm được danh sách học sinh nào là chuyển lớp. Chuyển lớp đấy ở đây có nghĩa là đồng thời chuyển cái môn lựa chọn. Thì khi đấy cũng được thầy cô và cũng các bạn giúp đỡ. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay, ngay từ khi tuyển sinh, việc tư vấn chọn môn học của các trường đã được tiến hành bài bản hơn, có sự kết hợp của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn nhằm hạn chế tối đa tình trạng phải chọn lại tổ hợp môn học lớp 10. Thông tin kinh tế.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự kiến thì trong tháng 11, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày của hệ thống ở mức 763,5 triệu kWh một ngày, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022. Tập đoàn tiếp tục huy động các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy thủy điện khai thác theo tình hình thủy văn thực tế để cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Để chuẩn bị cho việc cung cấp điện năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện các tổ máy, thực hiện duy tu bảo dưỡng định kỳ theo đúng kế hoạch, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị. Bộ Tài chính cho biết tính đến tháng 10 năm 2023, có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo quyết định số 360 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể gồm 6 doanh nghiệp thuộc Trung ương và 43 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Các đơn vị còn lại đang triển khai xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Như vậy, trong 10 tháng qua, không phát sinh doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong khi đó, tình hình thoái vốn cũng không mấy khả quan khi tháng 10 không phát sinh doanh nghiệp thoái vốn. Còn theo Ngân hàng Nhà nước thì hiện tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng hơn 6% so với ngày 31 tháng 12 năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Trong đó thì tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36%, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Tín dụng kinh doanh bất động sản đã có sự tăng trưởng cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các giải pháp nỗ lực của chính phủ, ngành ngân hàng và các bộ ngành địa phương trong việc gỡ khó vướng mắc cho thị trường bất động sản đang dần phát huy hiệu quả. Tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã công bố cho thấy, tổng nợ xấu tại các ngân hàng tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 tăng 52% so với đầu năm. Tổng số nợ xấu của các ngân hàng là gần 210.238 tỷ đồng, trong khi đó tổng dư nợ cho vay tăng 9,3% so với đầu năm. Tất cả ngân hàng trong hệ thống đều có tỷ lệ nợ xấu, dư nợ vay tăng so với đầu năm. Đặc biệt, vì nợ xấu tăng, các ngân hàng đã phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Do vậy, lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết cũng sụt giảm. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định số 35 về việc thanh tra dự án thu phí tự động không dừng ETC và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2. Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hệ thống thu phí điện tử không dừng phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, đảm bảo vận hành liên tục, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và an toàn. Theo các chuyên gia kinh tế, thu phí tự động không dừng mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, thể hiện sự phát triển của ngành giao thông Việt Nam là ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào tổ chức và quản lý, đưa hệ thống thông minh vào hoạt động, văn minh và tiện lợi. Thứ hai, đem lại sự thuận tiện cho người dân về thời gian, thuận tiện khi dừng đổ các trạm, làm tốt vấn đề môi trường. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Đắk Minh của tỉnh Đắk Nông, có một người phụ nữ nhiều năm qua luôn dành cho trẻ em khiếm khuyết một tình yêu đặc biệt. Từng là giáo viên mầm non, cô đứng ra mở trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trở thành nơi gửi gắm niềm tin của nhiều phụ huynh và gieo hy vọng cho những trẻ em thiếu may mắn có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Vào năm 2020, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong lĩnh vực an sinh xã hội và tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và là một trong 400 cá nhân tổ chức được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tuyên dương là tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng. Cô là ai? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyện tử tế ngay sau đây. Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở thôn 8, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông, có một lớp học mà nơi đó học sinh là những đứa trẻ khiếm khuyết. Lớp học này thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiện Tâm, là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều phụ huynh có con trẻ khiếm khuyết trên khắp mọi miền đất nước. Người đứng ra mở trung tâm này chính là cô giáo Trương Thị Thanh Tâm. Trước đây là giáo viên mầm non tại thị trấn Đắk Mi. Năm 2016, cô Trương Tâm bắt đầu nhận trẻ khuyết tật để chăm sóc, trợ giúp. Ban đầu các lớp học duy trì vào ngày cuối tuần. Giờ thì nơi đây đã trở thành mái nhà chung của nhiều trẻ em khuyết tật. Lý do mà để tôi mở cái trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiện Tâm là xuất phát từ người chị gái của mình bị câm điếc. Nên là tôi đã quyết định học ngành giáo dục đặc biệt để hỗ trợ cho chị của mình
cũng như là để hỗ trợ một phần nào đó cho các em nhỏ kém may mắn trong toàn tỉnh. Chứng kiến các em nhỏ đáng lẽ phải được đến trường cùng bạn bè thì lại bị gặp khó trong hòa nhập bởi sự khác biệt của mình. Bằng sự thấu hiểu, đồng cảm, cô Tâm dành hết tâm huyết và tình thương vào các lớp học cho trẻ chuyên biệt. Ngày càng nhiều trẻ khuyết tật được hòa nhập cộng đồng và nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con cho cô Tâm can thiệp. Điều em cảm nhận đầu tiên ở chị Tâm đó là chị ấy là rất là tận tụy với ngành, với nghề và rất là quan tâm tới giáo viên, học sinh. Mọi thời gian của cô Tâm thì hầu hết em thấy không có thời gian nào rảnh cả. Khi nào chị rảnh nhất là em thấy chị ngồi chị làm việc, nghiên cứu các phương pháp rồi là các phương pháp dạy cho học sinh. Được làm việc tại đây thì tôi được tiếp xúc rất với sếp chị Tâm. Chị Tâm là người rất là yêu trẻ, rất quan tâm đến hoàn cảnh của từng bạn nhỏ ở trong trung tâm. Tại trung tâm, mỗi em mỗi tình trạng khiếm khuyết khác nhau. Có trường hợp đặc biệt khi trẻ vừa bị tự vừa tăng động, giảm tập trung, không làm chủ được bản thân, đòi hỏi các thầy cô nơi đây phải có lòng bao dung, tính nhẫn nại trong việc giảng dạy, không chỉ trao kiến thức, mà này còn trao cả yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm. Trong quá trình mà mình can thiệp, cũng như là nếu như mình can thiệp mà các con tiến bộ và các con có cái sự phát triển một cách vượt bậc, thì đó là niềm vui vô cùng đối với những gia đình đã những ngày đêm vất vả kiên trì để can thiệp các con, để hỗ trợ các con phát triển một cách toàn diện nhất. Những trẻ em khiếm khuyết vốn đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa. Song thật may mắn khi cuộc sống luôn có nhiều những tấm lòng nhân ái như cô Tâm và những giáo viên tại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thiện tâm, luôn giang tay nhập với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.